Ngày thứ 131, công trình lớn lao, hy sinh nhỏ bé. Làm những công việc lớn lao hay thực hiện những hy sinh nhỏ bé, việc nào tốt hơn? Thật dễ kết luận rằng làm những công việc lớn lao cho Chúa thì tốt hơn nhiều so với bất kỳ sự hy sinh nhỏ bé nào. Nhưng có đúng vậy không? Tất cả điều đó đều phụ thuộc thánh ý Chúa. Đôi khi chúng ta đảm nhận một số công việc vĩ đại cho Chúa, nhưng cuối cùng, điều đó không phải là một phần trong kế hoạch của người. Một công trình chỉ tuyệt vời khi nó được thực hiện bởi Chúa, là đấng đã tạo cảm hứng và là người dẫn dắt công trình đó. Ngược lại, nếu Chúa tạo cảm hứng cho bạn làm một việc hy sinh rất nhỏ mọn, nhưng bạn đón nhận nó và sống, thì bạn có thể yên tâm rằng sự hy sinh nhỏ bé này sẽ giúp ích nhiều cho ơn cứu độ các linh hồn hơn bất cứ sự hy sinh nào khác mà bạn có thể tự mình mơ ước. Thực vậy, cố ép thánh ý Chúa cho phù hợp với ý riêng của bạn chắc chắn sẽ gây tổn hại thay vì làm ích cho vương quốc của Chúa, ngay cả khi ý tưởng của bạn xem ra có vẻ thánh thiện. Thiên Chúa đang gợi hứng cho bạn làm điều gì? Bạn được kêu gọi phục vụ thánh ý Chúa như thế nào? Hãy tìm kiếm sự soi sáng của Chúa trong những việc nhỏ nhất. Đó có thể là một lời tử tế nói với người khác, hoặc một sự hy sinh kín đáo nhỏ bé mà chỉ mình bạn mới biết. Còn nếu Chúa kêu gọi bạn làm điều gì đó vĩ đại mà người khác sẽ chú ý, đừng sợ điều này, nhưng cũng đừng quá tự hào về nó. Hãy làm tất cả mọi việc, dù lớn hay nhỏ, phù hợp với thánh ý Chúa, và bạn sẽ thấy rằng tất cả những việc bạn làm đều thực sự lớn lao. Lạy Chúa, con tin rằng sự vĩ đại chỉ có trong thánh ý Chúa. Xin giúp con gạt qua một bên những ý tưởng và công việc theo ý riêng con, để con có thể chỉ tìm kiếm những gì ở trong trái tim trọn hảo của Chúa. Xin giúp con khiêm nhường đón nhận mọi sự hy sinh nhỏ nhặt mà Chúa yêu cầu con, và can đảm thi hành những điều dường như vượt quá khả năng của con. Xin cho con biết lắng nghe và đáp lại một cách quảng đại mọi điều Chúa phán. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Giữa lúc nhân gian đang gồng mình chịu bao đớn đau tang thương, Ngài ơi, giữa lúc sóng gió như nhân chìm, thuyền đời con sóng xô ta tới, giữa lúc bão tố như đập vùi, một mình con trôi vơi giữa khơi, Ngài ở đâu? Thức dậy mau, đừng để con đơn độc thương đau. Chúa vẫn ở bên con trên đường đời con, sao con chẳng nhận ra? Chúa vẫn ở trong con, đang khi con tìm kiếm ở đâu xa. Chúa ơi, cho con nhận ra, Ngài vẫn thức đang khi con lên tiếng nơi những người khổ đau. Ngài cũng có một trái tim biết đau, đau cùng con, đau cùng nhân loại, bởi Ngài là Chúa giàu lòng xót thương.
Chúa.